là bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình ạ. Cảm ơn em. Em xin chào quý thầy, thầy cô và các đồng nghiệp ạ. Em xin phép trình bệnh nhân nam 47 tuổi, địa chỉ ở huyện Quang Bình, Hà Giang, vào viện mùng 2 tháng 6 21. Lý do viện là đau chảy máu, đau chảy dịch vết mổ đùi phải, tiền sử bình thường ạ. Bệnh sử là bệnh nhân sau mổ kết hợp xương đùi trái bằng nẹp vít, đùi phải cố định bằng khung cố định ngoài và vá ra cách đây 2 tháng tại bệnh viện Việt Đức, sau ra viện đã điều trị Quang Bình một đợt, đợt này vào viện điều trị tiếp ạ. Lúc vào bệnh nhân tỉnh không sốt, giảm mất vận động đùi phải, khám vùng da vá mặt trước đùi phải, khuyết hổng da chảy dịch mủ, có ít tổ chức hoại tử đen, khung ngoại vi đùi phải vững, chảy dịch theo các lỗ chân đinh, giảm vận động đùi phải, cảm giác vận động đầu chi còn, vết mổ mặt ngoài đùi trái liền tốt, tim phổi bình thường. Xét nghiệm ngày mùng 2 tháng 6 em đẩy lên hệ thống và xét nghiệm lại hôm mùng 15 tháng 6 thì các kết quả xét nghiệm máu thì trong giới hạn bình thường ạ. Vâng, các bạn muốn hỏi để xin ý kiến gì ạ? Thứ nhất là nên tháo khung ngoại vi này. Thứ hai là nếu có làm luôn được không? Thứ ba là không bao giờ làm. Nghĩa là quanh quẩn vẫn là một câu thôi đúng không ạ? Là câu có nên tháo khung ngoại vi không? Bằng bằng nẹp vít không ạ? Hay còn hỏi câu gì nữa không ạ? Dạ vâng ạ, chúng em hỏi thế này đấy ạ. Thế mời bác sĩ Dung ra để không biết là có mục đích gì. Có cần phẫu thuật thẩm mỹ ạ? Hay là khuyết phần mềm ạ? Vâng, thế phải hỏi thêm câu khuyết phần mềm chứ đúng không? Vâng, thế xin phép mời chị Dung trước, sau đó thì thầy Minh trả lời một câu hỏi sau của các bạn được không ạ? Mời chị. Dạ vâng ạ. Kính thưa thầy Hiếu và các anh chị ạ. Thì thực ra là em không được xem cái hình ảnh hiện tại của cái tổn khuyết phần mềm của bệnh nhân lúc hiện tại ạ. Thế em cũng không rõ là chỉ thấy là ở trong hồ sơ thì có ghi là sau 12 ngày điều trị thì cái khuyết da ở mặt trước đùi phải thì tổ chức hạt đã mọc khoảng 90%. Thì em muốn hỏi là cái tổn khuyết này thì có lộ gân xương gì không hay chỉ là khuyết phần mềm lộ cơ thôi ạ? Dạ báo cáo cô là hiện tại chỉ ở phần mềm thôi ạ, gân xương thì không lộ ạ. Dạ vâng. Có ảnh chụp không ạ? Dạ em có ảnh chụp, hôm nay em mới chụp nên là... Dạ, và tổn khuyết thì kích thước khoảng bao nhiêu ạ anh? Tốt nhất là gửi Zalo luôn đi. Dạ vâng ạ, vâng. Mời... Châm số bao nhiêu? Vâng, xin phép nhà chị Dung cho cái nguyên tắc của dạ, cái... Vâng. Vá vào ra. Trên bệnh nhân này thì cái nguyên tắc chung thì trước tiên là chúng em cần phải chăm sóc và làm sạch cái tổn khuyết tại chỗ và để kích thích tổ chức hạt mọc thật tốt thì hiện tại thì em thấy như báo cáo là được 90% thì tình trạng vết thương tổn khuyết tại chỗ là tương đối tốt. Tuy nhiên là còn có chảy dịch tại chỗ chân đinh thì bắt buộc sẽ phải cấy khuẩn tại chỗ ạ. Để và làm kháng sinh độ làm cấy khuẩn và làm kháng sinh đồ ạ và đương nhiên là phải sử dụng kháng sinh theo cái tình trạng kháng sinh đồ đấy ạ. Và ấn ép các cái chân đinh là làm sạch chân đinh và thay băng thì thường xuyên dùng các cái chế phẩm như betadine để làm sạch các cái lỗ chân đinh cũng như là tổn khuyết tại chỗ. Còn nếu mà tổn khuyết mà tổ chức hạt đã mọc tốt thì có thể xét đến việc ghép da và có thể sử dụng là ghép da dày hoặc ghép da sẻ tùy theo tình trạng kích thước tổn khuyết là lớn hay là kích thước tổn khuyết bé. Vâng, có ảnh của bệnh của mình nhân chụp này rồi, xin các bạn IT đưa lên trên cổng. Ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi sau khi mổ à? mấy sau khi mấy tháng rồi ạ? Trên 2 tháng rồi. Giáo thầy là trên 2 tháng ạ. Vâng. Phải bỏ gạc ra chứ thì mới nhìn được chứ. Có anh là không có gạc không ạ? Dạ vâng, lúc em chụp thì vội quá chưa để. Chưa. Vâng. Cái này thì đúng là cũng không chắc là chưa chưa làm được đâu. Cô Dung có ý kiến không ạ? Dạ, vâng ạ.
Thì trường hợp này thì em nghĩ là với cái tình trạng mà băng vết mổ mà thấm nhiều dịch bẩn như thế này ạ, thì chắc là cần phải cắt lọc làm sạch cái tổn khuyết tại chỗ trước ạ. Lấy hết tổ chức giả mạc cũng như là tổ chức da hoại tử còn trên cái bề mặt tổn khuyết đấy ạ. Và chăm sóc các cái lỗ chân đinh cho thật sạch nữa. Vâng. Vâng. Và nghĩa là chưa đến việc của cô Dung đúng không? Cô Dung chắc chưa được giai đoạn này chưa chạm vào đúng không? Vâng ạ. Sau cái thì đó thì mình sẽ phải thay băng chăm sóc vết thương cho tổ chức hạt thật tốt thì mới tiến hành ghép da được. Vâng. Xin phép mời thầy Minh. Vâng, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các bác sĩ ở các điểm cầu. Cái trường hợp này thì nghe các anh chị ở Quang Bình trình bày một ca lâm sàng thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng em nghĩ là với cái trường hợp này không đơn giản như vậy. Xin hỏi anh có khai thác được bệnh nhân này với cái chân phải thì mổ mấy lần rồi không ạ? Dạ, báo cáo thầy là sau tai nạn là chuyển Việt Đức mổ một lần này ạ. Một lần không cố định ngoại vi luôn ạ. Xong là sau đấy là vá da xong là chuyển về bệnh viện huyện. Có nghĩa là mổ cố định ngoại vi ở bệnh viện Việt Đức, sau đó cũng vá da ở bệnh viện Việt Đức rồi đúng không ạ? Sau đó mới chuyển về bệnh viện. Đúng không ạ? Vâng ạ, Quang Bình thì hậu phẫu đó. Vâng. Thế thì trường hợp này như các anh trình bày ấy, thì đây là một cái trường hợp mà tấn thương đa chấn thương rất nặng, gãy hai đùi, trong đó đùi bên trái là gãy kín, thì các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức đã mổ cái hộp xương nẹp vít rất là tốt rồi. Đùi bên phải là gãy xương hở, do đó người ta đã làm cố định ngoại. Nếu mà một khi đã làm cố định ngoại vi xương đùi, đối với xương đùi ấy, thì chứng tỏ đây là một cái gãy xương hở rất là nặng, tổn thương phần mềm rất là nặng, và thứ hai nữa là có thể bệnh nhân đến muộn gãy hở nhiễm trùng, thì các bác sĩ mới làm cố định ngoại vi đùi, bởi vì cố định ngoại vi đùi ấy là rất hạn hữu, các bác sĩ mới làm. Chỉ trong trường hợp rất là nặng, không còn cái biện pháp thay thế thì các bác sĩ mới cố định ngoại vi xương đùi. Đấy. Thế thì hiện tại bây giờ mặc dù mình đã điều trị như anh chị nói là điều trị tạm ổn, nhưng mà với nhìn cái vết thương như này thì thấy thực sự chưa được ổn lắm. Khi mà bệnh nhân với hiện tại triệu chứng bây giờ chỉ cần nói là bệnh nhân này còn có chảy dịch qua chân đinh ấy, thì đấy là khẳng định luôn đây là còn tình trạng nhiễm trùng chân đinh. Mà nhiễm trùng chân đinh đối với trường hợp gãy xương đùi ấy, thì là cái nhiễm trùng này là nhiễm trùng sâu, vì các anh chị biết là từ xương qua một cái lớp phần mềm rất là rộng, sau đó mới ra đến nước ngoài ra, mà cái chân đinh này nó chảy mủ rồi, chính tỏ cái mủ ấy sẽ có sâu từ trong xương ra. Như vậy cái tình trạng như này thì hiện tại đây là một tình trạng vẫn đang còn có tình trạng nhiễm trùng, do đó không thể chuyển cái phương tiện kết hợp xương này từ cái khung cố định ngoài này sang cái phương tiện kết hợp xương bên trong được. Đấy là một điều được đầu tiên giải quyết câu hỏi của các anh chị hỏi. Vậy thì trong trường hợp này thì nên làm như thế nào? Thì việc đầu tiên ấy là mình phải, thứ nhất là mình đánh giá về lâm sàng, xem cái tính chất của cái dịch chảy ra ở đây là như thế nào. Nếu mà dịch chảy ra là dịch huyết tương ấy, thì tình trạng nhiễm trùng này là tương đối nhẹ. Nhưng nếu dịch chảy ra là dịch mổ thì tình trạng nhiễm trùng này là nặng, là việc thứ nhất. Việc thứ hai là bắt buộc phải cấy cái dịch của chân đinh này để làm để xác định vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Nếu có kháng sinh đồ thì điều trị theo kháng sinh đồ là hai. Cái thứ ba phải kiểm tra tất cả các chân đinh xem có chân đinh nào lỏng hay chưa. Bởi vì hiện tại là các anh chị mới chỉ chụp một cái phim X quang thôi, cái thời điểm chụp X quang thì tôi nhìn không rõ lắm là thời điểm nào. Nhưng mà nếu mình có cái phim X quang trước đó ấy, thì mình có thể so sánh với cái phim X quang trước đó để xem có tiêu xương quanh chân đinh hay không. Nếu có tiêu xương quanh chân đinh thì chứng tỏ cái nhiễm trùng này rất là nặng, nó ăn vào xương rồi. Và lúc này thì cái khung cố định ngoài này sẽ ít có tác dụng giữ được cái xương này. Do đó khi có tiêu xương chân đinh hoặc trên lâm sàng mình sờ thấy có lỏng một chân đinh nào đó thì bắt buộc phải rút cái khung cố định ngoài ra. Và cái tiếp theo nữa là khi mà đã rút khung cố định ngoài ra rồi ấy, thì bất động xương đùi này bằng cách nào? Thì nếu tùy vào cái tình trạng, bởi vì cái tổn thương này 2 tháng rồi, khi mà mình rút khung cố định ngoài ra ấy, nếu mà xương này trên phim ấy, thì cái tình trạng kể cả là khi nhiễm trùng thì cũng có thể có tình trạng liền xương. Do đó nếu mà khi mình rút khung cố định ngoài ra, nếu mình cảm thấy là cái tình trạng liền xương tương đối ổn định, tương đối chắc mà không cần cố định xương, cố định lại bằng cái khung khác, thì mình có thể không cần cố định lại, mình bất động bằng cách bó bột hoặc bằng xiên kim liên lồi cầu kéo tạ. Còn trong trường hợp mà mình thấy là khi mình rút khung cố định ngoài ra này mà ổ gãy lủng lẳng, có nghĩa là ổ gãy nó mất vững, có nghĩa là chưa có sự liền xương, ổ gãy giống như một ổ gãy mới ạ, thì lúc đấy mình bắt buộc phải thay bằng khung cố định ngoài khác. Và nếu mà khi thay bằng khung cố định ngoài khác thì cố gắng tránh cái vị trí chân đinh cũ, tránh cái vị trí xuyên qua da cũ. Như vậy là cái tình trạng của bệnh nhân này cần phải đánh giá một cách cụ thể hơn. Và cái điều trị của bệnh nhân này cũng khá là phức tạp chứ không đơn giản. Thế chính vì thế là mình cần phải đánh giá cụ thể hơn trên lâm sàng cũng như trên X quang. Còn những cái dữ liệu mà mình đưa ra cũng như cái ảnh chụp ấy, thì nó chưa bộc lộ đầy đủ cái tổn thương trên lâm sàng, do đó rất là khó để đưa ra một biện pháp điều trị phù hợp ngay. Các bạn có ý kiến gì không ạ?
bên ở bệnh viện. Dạ vâng, em cảm ơn của mình thầy, đã cấy được chưa? Làm theo các thầy hướng dẫn ạ. Có cấy được chưa? Mình đã cấy được vi khuẩn chưa? Dạ có, cấy được thầy ạ. Vâng, bệnh nhân đã cấy chưa? Vâng ạ. Vâng, chúng ta phải dựa vào kháng sinh đồ, vừa dựa vào cái đấy thì chúng ta mới giải quyết được những cái nhiễm trùng, tôi nghĩ là rất là dai dẳng này. Vâng, cảm ơn các bạn ở Quang Bình. Xin phép